Sáng ngày 14 tháng 7, trường mầm non thị trấn Lang Chánh 1 đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2019-2020 và lễ ra trường cho học sinh nhóm lớp 5 tuổi. Sự buổi lễ có lãnh đạo thị trấn, ban đại diện cha mẹ học sinh, các cán bộ giáo viên và đông đảo phụ huynh học sinh trong nhà trường. Trong năm học qua, trường mầm non thị trấn Lang Chánh 1 tiếp tục bám sát kế hoạch và nhiệm vụ năm học, triển khai các chương trình hoạt động giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ cùng sự nỗ lực của cán bộ giáo viên với lòng say mê, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ. Trong năm học, tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vươn lên và đã thu được nhiều thành tích đáng phấn khởi. Hiện nay nhà trường có 12 nhóm lớp với tổng số 309 cháu, 100% các cháu ăn ở bán trú tại trường. 100% trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng theo 3 nội dung cân nặng trên chiều cao. Công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ được nhà trường hết sức quan tâm. Nhà trường phối hợp với trạm y tế khám sức khỏe 2 lần một năm cho học sinh tại trường. Bếp ăn nhà trường được cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhà trường cũng luôn duy trì hoàn thành tốt công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, 100% đội ngũ giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Bên cạnh công tác dạy và học, nhà trường luôn thực hiện tốt nếp sống văn minh trong sinh hoạt cũng như công tác, thường xuyên xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Nhà trường duy trì củng cố vững chắc 5 tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. Trong năm, nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa các nội dung của cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng được nâng lên, 100% trẻ được chăm sóc và đối xử công bằng khi đến lớp. Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả thực hiện đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, tổ chức môi trường giáo dục, tạo cơ hội cho trẻ chủ động tham gia các hoạt động vui chơi, khám phá, trải nghiệm theo phương châm học bằng chơi, chơi mà học, phù hợp với độ tuổi. Áp dụng đa dạng hình thức và phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và khả năng của trẻ. Đẩy mạnh tích hợp giáo dục đào tạo, hình thành phát triển kỹ năng sống, hiểu biết xã hội phù hợp với độ tuổi của trẻ. Tại lễ tổng kết năm học 2019-2020, nhà trường đã khen thưởng tuyên dương các cô giáo có thành tích trong giảng dạy và quà cho các em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và trao giấy chứng nhận cho 85 em học sinh hoàn thành chương trình học lớp mẫu giáo 5 tuổi để các em bước vào lớp 1 bậc tiểu học.